Rồi, xin chào tất cả các bạn ha. Mình là Tuấn Lang Thang đây. Hôm nay mình có mua được cái cây bạch tuyết mai nè các bạn. Làm cái clip đăng lên chia sẻ với các bạn người chơi. Này thì mình cũng mới mua hôm qua ngoài tiệm cây cảnh nè các bạn. Mình thấy lá nó, tại đi thấy cái lá đẹp quá. Đem về thử chơi mini thử nó đẹp không. Thì nghe nói là cái cây này nó ra bông là đầy tàn luôn các bạn. Cành nhánh quá trời. Đó, mình thấy lá không? Lá viền trong nó xanh, ở ngoài nó viền trắng đẹp lắm các bạn. Rồi để mình lấy bầu đất ra mình rửa rễ rồi mình vô cái chậu mới nữa, rồi các bạn coi nha. Rồi đây các bạn ơi, thì mình đã rửa sạch rồi, nhớ rửa sạch nha các bạn. Sạch thì mình coi những rễ nào thừa đó mình cắt bỏ. Cái này cũng đẹp chứ các bạn. Này mình nghĩ là chắc là người ta dâm cành hay chiếc cành gì nè, cũng có sữa uống éo gì nè. Rồi bây giờ mình tỉa nó cho nó bớt ra cái rễ nào thừa đi. Gọn gàng sạch sẽ các bạn. Mình vô cho nó cái chậu này nè các bạn ơi. Nhìn nó tròn tròn, nó cân ghê không. Đó. Giờ mình đưa nó vô đi, rồi xong rồi cái mình cắt sữa gì sau đó thì từ từ cắt sữa. Bây giờ mình lấy cái dây nhôm này nè các bạn. Cố định nó lại đi, cố định nó lại xuống cái chậu đi, sau này chừng nào mà nó phát triển được thì tốt rồi, nó cứng như chậu thì mình cắt ra cũng được. Hồi đó thì mình cũng trồng bình thường, nó không có cố định gì vô chứ. Cái gió rồi này kia, cái nó lung lay thấy cây mình nó cũng khỏe mà. Sau này cũng học hỏi anh em rồi đó, người ta cũng chỉ mấy cái mini nè, mình cứ cố định vô cái chậu của mình đi, sau này nó khỏe cây thôi, rễ non nó ra có khi mà nó cứ lắc cây hoài, cây mình nó không có khỏe. Bây giờ mình đưa cái dây này xuống đi, chút mình có cái thanh nhôm nè, cố định nó xuống trồng hướng nào các bạn. Cái này mình cố định cái hướng này đi ha. Đó mình định là chừa có cái thân này thôi, bên kia mình cắt bỏ đi để thân mình uống văn nhân gì đó. Bây giờ mình xả xuống đi. Rồi bây giờ cho đất vô nha các bạn. Thì mình thì
đất mình xài thì hồi trước á mình cũng xài giống như anh em thôi, cũng cát trồng sơ dừa thấy cũng tốt, nhưng mà dạo gần đây thì mình thử qua xài cái than đá nè mấy bạn, tại mình thấy than đá thì nó cũng có chất bọt bọt, mình nghĩ để trồng thử nó có tốt hơn không. Với lại than đá thì nó thoát nước cũng tốt lắm mấy bạn. Than đá thì ở đây mình cũng nhiều lắm, em lại mấy tiệm quán rồi đó, người ta bán ăn sáng rồi mình xin thôi đó, người ta cũng bỏ về mình ngâm. Nhà mình thì gần sông thì mình bỏ sông mình ngâm luôn, mấy bạn mà không có sông thì mình bỏ vô cái thùng gì đó, cái xô gì cũng được, ngâm khoảng một vài ngày cho nó ra hết ba cái chất mặn rồi có than đi. Mình cũng lấy than này mình đập nát ra mình trộn sữa dừa thế bạn. Tập chơi mà cái gì mình cũng thử thử qua, nói chung cái nào nó hiệu quả thì mình làm thế bạn, làm chơi thôi. Chờ cho cái rễ đó lên luôn đi mấy bạn, những cái rễ đó cũng hay hay, mình không biết nên cắt hay là để nó lại nữa mấy bạn. Mình thấy có cái rễ thòng đó mà nó trồng lên cái rễ kia mình nhìn thấy nó cũng sao sao, thôi để một chút đi, để mình cắt mình định hình xuống coi nó làm sao rồi suy nghĩ lại rồi có nên cắt nó không. Thấy cái đất trồng này mình thấy hôm bữa mình cũng có thử trồng cái cây mai chí thủy đằng kia, thấy nó phát triển cũng tốt lắm, thấy thoát nước được cũng tốt. Trong cái dòng mini của mình thì chủ yếu cái đất trồng là nó thoát nước tốt, là nó không có bị úng cây là được rồi mà. Trời cũng đầy luôn rồi các bạn, để chắc mình đắp thêm rong đồ lên không. Rồi xong rồi các bạn, giờ mình cũng có ý tưởng mình giữ lại cái thân này nữa các bạn, chứ mình cắt bỏ cái nhánh bên kia đi, tại vì cái thân bên đây mình thấy nó lượn lắc rồi nè các bạn, nó thấy không lượn lắc rồi, mình cắt ngang đây đi. Mình cắt ngang đó thì mình cũng được cắt lên mình dăm cành thử nó sống không mấy bạn ơi. Đó thì cũng chưa có dăm cành của cái cây này nữa, thì cắt bỏ cái nhánh này thì mình chắc còn là được dăm được 2 cây mấy bạn. Thì tỉa nó bớt đi. Giờ mình cắt nha các bạn, phải cắt quyết định nha. Đó, cắt ngang đó đi, cắt rồi là không có suy nghĩ lại được đâu. Phải cắt quyết định, không hối hận, không hối hận nha các bạn. Rồi, cái kéo nó quá trời nó lục. Những cành tốt tươi của người ta đó. Được 2 cành chứ. Nếu mà nó sống thì mình bỏ vô cái chậu nhỏ thì đẹp lắm mấy bạn. Gọt nó lại đi. Sạch sẽ. Mới mình tha keo vô.
xong rồi mình thay keo rồi vô với cái vết cắt nó, sau này nó lành đấy mà. Chào thưa bà, mình cũng xin phép lên cái clip đây đây, tại vì cái điện thoại mình nó cũng cùi lắm, rồi quay nhiều quá thì mình úp lên nó không có nổi mà. Rồi để mình cũng quay tiếp và mình làm cái phần tiếp theo cho các bạn xem ha. Rồi xin chào tất cả các bạn nha, và cảm ơn các bạn đã xem clip nha.